Trần Ngọc Vàng khoe body sáu múi cuồn cuộn trong phim Ma Cà Rồng Người Mặt Trời, cùng Thuận Nguyễn thực hiện những pha hành động cực đẹp mắt. Bộ phim với chủ đề Ma Cà Rồng Người Mặt Trời của đạo diễn Timothy Linh Bùi đã công bố một trích đoạn ngắn xoay quanh nhân vật của Thuận Nguyễn và Trần Ngọc Vàng. Đoạn phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi phần hành động kịch tính và ngoại hình 10 điểm không có nhưng của hai nam diễn viên. Mở đầu đoạn phim, nhân vật Nhật do Trần Ngọc Vàng thủ vai đang cố gắng dùng nước lau rửa đi những vệt đỏ dính đầy trên tay. Có lẽ anh đã vừa trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt và đang tìm cho mình một khoảng lặng. Ngay sau đó, nhân vật Marco do Thuận Nguyễn đóng bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau. Hai anh em lao vào một trận ẩu đả cân sức cân tài. Dù Người Mặt Trời không thuộc thể loại thuần hành động, đạo diễn Timothy Linh Bùi cho biết khán giả có thể mong đợi rất nhiều vào những cảnh chiến đấu trong bộ phim. Dù là anh em ruột nhưng mối quan hệ giữa Marco và Nhật lại không hề êm ấm. Nguyên nhân của xung đột bắt đầu từ việc mẹ của hai anh em bị mất khi bà đã cố gắng bảo vệ cho Marco. Từ đó, Marco rơi vào trạng thái khổ đau và tuyệt vọng, trong khi Nhật lại đổ mọi tội lỗi lên Marco vì cho rằng anh trai không bảo vệ được mẹ. Sự hiểu lầm giữa họ ngày càng trầm trọng đến mức không thể giải quyết được. Đạo diễn Timothy Linh Bùi cho biết, đây là một trong những phân cảnh mà anh thích nhất của phim. Nó cho thấy một tình anh em rạn nứt cũng như quá trình hàn gắn giữa hai người. Kịch tính ở chỗ số phận của hai người sẽ được định đoạt bởi Nhật, đặc biệt là khi chính chàng trai này cũng đang phải vật lộn với con quỷ bên trong mình. Dù có một mối quan hệ phức tạp và đầy thử thách, Marco và Nhật vẫn luôn đồng hành cùng nhau và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để âm thầm bảo vệ nhau. Tình cảm gia đình và sự hy sinh vô điều kiện để bảo vệ những người thân yêu cũng chính là một thông điệp quan trọng mà Người Mặt Trời muốn truyền tải. Theo như chia sẻ từ đạo diễn Timothy Linh Bùi, anh đã chấm Trần Ngọc Vàng ngay từ những giây phút đầu tiên của buổi casting vì nét tương đồng và độ hợp dơ với Thuận Nguyễn. Cả hai dường như sinh ra để làm anh em trên màn ảnh. Trước ngày bấm máy, Thuận Nguyễn và Trần Ngọc Vàng cùng đến một khu ven sông Bình Dương để trải nghiệm đời sống làng chài của nhân vật. Trong những ngày quay phim, cả hai thích đùa giỡn với nhau. Tuy nhiên, vì quá thân thiết, đôi khi họ phải tránh gặp mặt để giữ cảm xúc cho các cảnh quay đòi hỏi nội tâm phức tạp. Trần Ngọc Vàng thừa nhận, anh học được nhiều kinh nghiệm làm nghề từ Thuận Nguyễn và được đàn anh chăm sóc rất chu đáo trên phim trường. Nam diễn viên Genji từng gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình quay Người Mặt Trời nên Thuận Nguyễn phải cẩn trọng hơn trong những cảnh hành động với em trai. Ngược lại, Thuận Nguyễn cũng rất yêu quý Trần Ngọc Vàng vì luôn thích có em trai. Anh tiết lộ cả hai còn có chung sở thích đọc sách. Hai diễn viên đầu và cuối 9X thường xuyên hẹn hò ngay cả khi bộ phim Người Mặt Trời đã đóng máy để hàn huyên về cuộc sống và chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất. Người Mặt Trời kể về thế giới ma cà rồng sống ẩn mình giữa nhân loại suốt hàng trăm năm. Qua màn hóa thân của hai nam thần màn ảnh, những pha hành động kịch tính hứa hẹn sẽ trở thành một bom tấn màn ảnh rộng vào tháng 12 tới.